trái đã chạy xuống ngon rồi, toàn chỉ mê cái góc xa thôi. Góc xa chi rồi. Không mê luôn. Mấy cái đó không bao giờ đừng đừng sút. Mê góc gần lại. Ngược lại là có người mình đền vô. Là không có lá, không có lá. Tại vì nó mới chạy hết thôi em. Cho nên là mấy lần kiến là cố ý nó lùi lại sau. Tại vì em lái đó là em đòi em không đánh lại. Em bị đánh như thôi. Góc kia. Không mấy lần đó không còn nó nhiều cứ bật ngược lại là có người. Tại vì cái quả góc của em nó quá sát rồi. Mấy quả đó nó hậu vệ có khi trúng chân hậu vệ không nhân vô được. Cứ căng ngang qua. Cảm ơn xe đêm. Gió lên đi. Hậu vệ hai thằng lao ngay sau. Đẩy nhá anh, đẩy anh thui giờ. Bắt luôn. Không cho nó có đường chuyền chứ. Ram đi. Ram. Ơi. Nó toàn đá sân đá từ đằng sau không à? Chắc mọi kia nó vừa chia bia cái bọn này rồi. Quay lực kiểu 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 lực ki
Sau lưng em ơi. Tốt, tốt. Ui. Hay ơi. Tốt lắm. Sút xa rất nhiều. Ừ, thằng đấy nó sút được nhưng chả chỉ sút nhỉ. Chạy bóng lại không cho nó sút xa nhá, chạy bóng lại. Bóng. Đây đấy, quả đấy. Quốc nó trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cương cái thông cái đại đặng nhân lão nó sức cho mình đến. Chồng chưa được cố vấn của đây. Đâu rồi, tôi không bỏ.
Chẳng lại. Yellow card nè. Cửa vào góc và bóng trái tấn đây. Lấy banh. Còn nữa đây. Hay quá tao ơi. Ăn gì đây vậy? Tên gì đó tên thôi thì ghi con số. Hôm nay quên không mà không hoa không số à? Nằm lên. Ôi này phạt tới mì lót rồi. Thôi một ăn vạ luôn rồi. Ăn vạ. Còn ăn vạ. Không ai va chạm cũng vạ. Thấy rồi, bỏ lên vạ xuống. Thấy đứng một mình mà tự nhiên ngã ra rồi. Không có gì thời gian. Nó trả được cái gì nhưng mà cái thằng ngoài kia thì chắc là nó đồng bơm kia đó. Chắc là thằng nào? Chắc là cho nửa cái bảng ấy. À nồi kia. Đang ngồi trong kia. Đâu căng kia đâu đấy. Nó liên thông đấy, liên thông. Nó mang đá bầu đấy. Anh thấy nó đá rất là quyết liệt. Cái nó ngồi kia. Dạ. 10 thằng nó ngồi bên kia luôn. 10 thằng á? Nó có vũ đội lên này. Thế đấy. Dạ. Kéo khá được đúng. Một suy nghĩ đấy. Tài của nó nữa. Mình thôi chứ. Ê thua. Đồ anh thua đấy. Nó khi ra làm được con tân tưởng bọn này mời bọn này giải như ấy rồi. Ủa sao lâu thế? Nó giết thời gian là cái gì? Bó tay. Mày ơi chú mày ơi. Có để đấy nè. Nè nó đập đầu vào cái cột côn nè. Làm gì có em thấy em nhớ đấy, đầu có mới. Cái này nó giết thời gian rồi. Nó đâu có nhớ được, với tới được cái bánh đâu mà đập vô đâu ta. Cái nãy cao quá đầu được con xà rồi à. Con này. Cả cái gì bắn vào thẳng. Thằng muốn đâu, không biết đâu. Tôi tính là tôi muốn đem xuất xa, xuất xa chuẩn bị xuất xa gì anh bạn. Mà sao thì một mình chút một quả mà nó vẫn đành được. Không, cái này cũng khó mà, trái rồi mấy góc vòng ngay góc luôn. Nó cũng rớt rớt dầu kiểu. Chắc là cái đó đấy. Lần sau đâu. Lần đó quả hay quá. Siêu phẩm ngày hôm nay. Đi ra anh em ơi. Gió đây anh em ơi. Mẹo vẹo mình cũng rồi. Chuyển sớm. Chuyển kìa, biết đi em ơi. Trời ơi, chuyển ngắn lại. Ok. Rep. Ờ. Sao lại cứ dằn bên mình? Toàn dằn không á? Còn hiểu tí thôi. Ủa? Ừ. Nó dằn thấy công cứ bảo ừ. Không hiểu chi đâu. Một kia lao kêu, một kia lao kêu hết. Dạ. Rồi đây em ơi. Cái này cãi về Hàn Quốc nhé. Được rồi. Ui dồi ôi. Đi. Cái áp lực để nó không quen lên đầu cánh con này cũng lại đá mất bóng vào hết rồi quả nó mất thấy rồi quả tổng ơi quả mấy thằng ấy có quá thôi chứ mình chơi quả gần hết luôn vào rồi đá này vào rồi đá này vào rồi gì đấy? Đông chưa? Bốn bàn nữa để đá chung kết với bọn kia. Năm bàn là thôi, năm bàn là mình vẫn đá chung kết với nó mà. Năm bàn là
6 đồng ăn luôn rồi. Ừ. Đá đấy được các anh em ơi. 5 bàn là thua rồi. Thôi mình ra trước hết, mình cứ ăn 4 bàn cái đó. Lên, cứ lên. 2 bàn này đúng không? Tập trung nhá, tập trung. Bỏ bên kia vô lên. Cường cường nó xuống đây. Cố lên, rồi nó sắp thua rồi. Bao nhiêu thôi. Đối với mình là thua, thắng là cách được 6 trái đánh thủ. Thì thắng là 6 trái nó là thắng. Thay hết thì bảo vào. Rồi bây giờ còn rất lên. Cái trận Minh Hòa các bọn last minute nhỉ? Chả mua đó. Bọn họ biển cưng bố thôi. Cưng bố thì đúng rồi. Bọn họ biển cưng bố thôi chứ cái đà đấy. Điều cưng gì mua bọn thơm á. Trời ơi, trình ngắn lại. Đá chắc, đá chắc. Đá đi nè. Qua đâu ơi. Ơ đâu. Ôi, ông này bó tay luôn thằng. Tụi này ôm mấy trái rồi. Hồi nãy mình cũng bị trái mà nó bay nó cũng thấy.